Xin chào các bạn, hôm nay cuộc sống bỉ lại tiếp tục ra đồng, những cái cánh đồng mà nông trại họ đang thu hoạch cũng như những cánh đồng mà nông trại họ đang làm việc. Thì hôm nay cái video này sẽ muốn giới thiệu cho tất cả các bạn hiểu biết thêm về cái quá trình họ đóng thành những cái cuộn gơm như thế này là như thế nào. Thì mời các bạn theo dõi video này nhé. Các bạn có thấy cái chiếc xe đang chạy không? Ở phía sau xe thì có một cái hộc rất là to, thì trong đó máy móc làm việc đó các bạn. Thì chiếc xe này là trên đó chỉ có một cái tài xế duy nhất là người làm nông, lái chiếc xe này đi tới đi lui theo hàng. Và những cái gơm mà đã cắt khô dưới đất thì cái máy này sẽ đưa vô trong và sẽ cuộn lại làm việc và cuộn lại thành một cái cuộn thiệt là to. Sau khi đầy rồi cái máy sẽ ngừng một chút xíu và cái nắp màu xanh ở phía sau sẽ mở ra để đưa cái cuộn gơm đó xuống. Wow, nguyên một cái cuộn gơm to đùng luôn. Rồi máy lại tiếp tục làm việc tiếp đến khi nào hết cả cánh đồng này thì thôi. Một cánh đồng như thế này có cả mấy chục trăm cuộn gơm như thế này to đùng luôn. Cái cuộn gơm này nó to tới cổ mình, tới đầu mình luôn các bạn. Khi mà muốn trèo lên cũng hơi là khó đó, phải có người đỡ thì mình mới trèo đứng lên được cái cuộn gơm như thế này. Nhìn cái cánh đồng cuộn gơm này làm mình thích thú muốn chơi cái trò ngược bắp, chạy giỡn xung quanh những cái cuộn này hoặc là chơi trốn tìm các bạn. Khi mà ở cánh đồng này mà chơi trốn tìm nữa là khó mà tìm ra nha. Khi ông xã mình đều lại thích chơi ở cánh đồng như thế này, nhất là chơi bắn cung của các bạn. Các bạn thấy không? Cứ mỗi một nhìn mấy cái cục gom giữa cánh đồng như thế này là mình cảm thấy mình rất thích thú muốn chơi cái trò chơi trốn tìm á các bạn. Hoặc là chúng ta có thể chơi rượt bắt ở vòng quanh những cái cục gom này, chạy xung quanh như thế này rất là vui. Chú nông dân này thấy mình ra quay phim chụp ảnh, chú cũng cực cười. Tại vì họ cũng rất là thích những người mà đang có cái hứng thú mà tìm hiểu về nghề nông của họ đó các bạn. Ở bên đây khi mà các bạn đi đường thường ở ngoại ô thường hay gặp những cái lần mà họ thu hoạch những rau củ, những thu hoạch những cánh đồng bắp, những cái cánh đồng khoai tây, những cái cánh đồng lúa mì, vân vân, rất là nhiều các bạn. Thì một cái video ngắn này để cho các bạn xem cho vui nha. Nếu mà các bạn thích thì hãy like và đăng ký ủng hộ kênh Cuộc Sống Bỉ nha các bạn. Thank you.